Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ Nguyễn Văn Trưởng, Đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng Bài viết dưới đây của tác giả Phạm Quý Thọ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên trưởng khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển về vụ án Nguyễn Văn Trưởng Hình ảnh bài viết trên Facebook cá nhân của tác giả Tác giả phân tích vụ án Nguyễn Văn Trưởng dưới ba khía cạnh Tính nghiêm trọng với chế độ vai trò của mạng xã hội và trách nhiệm giải trình của Đảng. Theo đó, tác giả cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng với chế độ. Thứ nhất, bởi vì trong vụ án này, người bị hại là một sĩ quan cảnh sát khiến cho vụ việc trở nên nghiêm trọng, không chỉ về đạo đức mà còn nghiêm trọng với chế độ. Trong chế độ Đảng Cộng sản toàn trị, xã hội bị phân chia bởi sự tương phản giữa chúng ta và chúng nó. Chúng ta bao gồm những người của Đảng, nhà nước họ làm việc trong hệ thống chính trị họ gọi nhau bằng đồng chí vì có cùng chí hướng gắn kết và chung hành động vì giáo lý chủ nghĩa xã hội được duy trì bởi chế độ biên chế và đặc quyền đặc lợi trong đó lực lượng vũ trang nói chung và công an nói riêng là công cụ chuyên bảo vệ chế độ và tấn công phản động tội phạm chúng nó bao gồm số đông còn lại của xã hội bị coi là ngoài chế độ ngoài biên chế đảng nhà nước khi một thành viên chúng ta một viên sĩ quan cảnh sát trong vụ việc bị hại cả chế độ sẽ phản ứng cả hệ thống chính trị vào cuộc cơ quan hành pháp công an điều tra cơ quan tư pháp viện kiểm sát tòa án truy tố và xét xử vụ việc nhanh chóng bị xử lý và kèm theo yếu tố tăng nặng dẫn chứng không hiếm khi theo dõi tòa xử các vụ việc tương tự thứ hai vai trò mạng xã hội trong bối cảnh xã hội dân sự không thể tồn tại trong lòng chế độ và nhà nước độc quyền trong lĩnh vực thông tin truyền thông thì mạng xã hội đóng vai trò quan trọng cung cấp tin tức đa chiều về vụ việc. Vụ án xảy ra 16 năm trước, năm 2007 và dường như đã nguội đi, mọi cánh cửa cứu xét oan sai đã bị khép lại. Tuy nhiên, mạng xã hội đã vào cuộc khi gia đình được thông báo nhận xác hay trò cốt của tử tù vào đầu tháng 8 năm 2023. Sự đồng cảm về nỗi đau đã lan truyền và làm lay động lương tâm của một số người. Một bức thư của tử tù được giấu trong con rối tự chế từ sợi bao gai gửi về cho gia đình kể về hình phạt đã phải chịu đựng. Cuộc phỏng vấn với người em trai tử tù và các nhân chứng cho ngoại phạm đã bị từ chối thế nào? Tại cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng, hình ảnh cha tử tù Nguyễn Văn Trưởng miệt mài kêu oan cho con. Tin về một cựu đại biểu Quốc hội 14 nhắn tin và được phản hồi từ Chủ tịch nước rồi tỉnh Nguyễn Thư thư kiến nghị, tiếng nói đến từ đại diện các tổ chức quốc tế khả năng xem xét lại vụ án từ những thay đổi luật pháp từ năm 2015, tất cả tạo nên tia hy vọng được nhóm lên cho gia đình tử tù mặc dù còn xa mới tạo ra được sức ép với chế độ nhưng mạng xã hội đã tạo nên tác dụng to lớn trong một môi trường mà tính chuyên chế đã khiến cho nỗi sợ hãi trở nên một đặc điểm cơ bản của nền văn hóa thứ ba trách nhiệm giải trình chế độ công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình luôn thiếu vắng trong chế độ tập quyền trong môi trường văn hóa truyền thống và tư tưởng toàn trị bởi đảng cộng sản việt nam hình thức giải trình trách nhiệm của nhà cai trị đối với người dân vẫn mang tính đạo đức chẳng hạn như trong các vụ an sai như hành vi ép cung chết bất ngờ trong đồn công an thủ tục tố tụng hay án bỏ túi có thể chỉ được coi là những vấn đề nội bộ và xử lý trong tổ chức giả sử có sai sót nghiệp vụ hay có chủ đích nhưng nếu lật lại vụ việc thì khác nào là vạch áo cho người xem lưng xấu chàng hổ ai và vì vậy hãy đóng cửa bảo nhau, dư luận đang kêu gọi cựu thủ trưởng cơ quan điều tra công an Hải Phòng, người trực tiếp chỉ đạo vụ tử tù này, hãy thức tỉnh lương tâm và lên tiếng vì công lý. Quan điểm là tất cả, đặc biệt là khi xem xét niềm tin của họ, là chế độ tập quyền giới lãnh đạo toàn trị có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá. Quay lại với vụ tử tù Nguyễn Văn Trưởng, tác giả kết luận rằng đây chính là giải pháp chính trị khó khăn đối với chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo Chấm d với bản tin Vụ Nguyễn Văn Trưởng đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Những ẩn khúc chưa được giải mã trong vụ án Nguyễn Văn Trưởng. Luật sư Lê Văn Hòa, một trong những luật sư lên tiếng mạnh mẽ cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Ngày 12 tháng 8, ông có bài viết đăng trên Facebook cá nhân của mình, phân tích chi tiết người lạ mặt, và khẩu súng K-59 thu được tại hiện trường vụ án mạng tại Hải Phòng tối 14 tháng 7, 2007. Hình ảnh tử tù Nguyễn Văn Chữ, Minh Họa, The Vietnamese Magazine. Thứ nhất, người lạ mặt là ai? Khi nạn nhân sinh chưa chết, còn nằm tại hiện trường vụ án mạng. Nhân chứng Phạm Hồng Quang khai có nhìn thấy một người lạ mặt đi cùng chiến sĩ Đặng Thái Sơn, công an phường Đông Hải 2, tới chỗ nạn nhân sinh đang nằm tại hiện trường. Nhưng cơ quan điều tra không làm rõ người lạ mặt đó là ai và đến với mục đích gì. Bút lục năm một năm, tôi có quyền nghi ngờ người lạ mặt đó một là Đỗ Hữu Ca, hai là Dương Tự Trọng. Thứ hai, về khẩu súng K-59. Khẩu súng này cộng với một băng đạn còn một viên thu được tại hiện trường thì được Thượng sĩ Phạm Hồng Quang mang đi đâu đó không rõ. Đến hơn 1 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2007 mới được lập biên bản thu giữ và đến 17 giờ cùng ngày mới làm thủ tục niêm phong bút lục 517 và 535. Cơ quan điều tra không tổ chức giám định vân tay trên cò súng và thân của khẩu súng K-59, nên việc kết luận nạn nhân sinh đã dùng khẩu súng đó bắn 4 phát sau khi bị nhóm trưởng chém là không có cơ sở. Nạn nhân sinh nguyên là thiếu tá phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng, lính của Dương Tự Trọng và Đỗ Hữu Ca, được học nghiệp vụ đàng hoàng, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh trực diện với tội phạm hình sự. Vậy lý do gì khi bị Hoàng Trung dùng dao bài đoạn kiếm tấn công mà không bắn thẳng vào họ để họ chém bị thương và chết trên đường đi cấp cứu? Nếu thiếu tá sinh đã sử dụng khẩu súng này để bắn chỉ thiên 4 phát vào nhóm người chém mình là không hợp pháp bởi khẩu súng này vẫn thuộc sự quản lý của công an huyện Cát Hải chưa làm thủ tục chuyển giao về công an quận Hải An. Biên bản xác minh ngày 16 tháng 4 năm 2008, bút lục 690. Giấy phép sử dụng súng đã hết hạn 2 năm rưỡi, cấp ngày 25 tháng 1 năm 2002 và chỉ có giá trị đến ngày 25 tháng 1 năm 2005. Bút lục 689. Như vậy, việc thiếu tá sinh sử dụng khẩu súng đó là vi phạm Nghị định 94, Hội đồng Bộ trưởng ngày 2 tháng 7 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định bổ sung các nghị định của Hội đồng Chính phủ về quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng, tàn trữ sử dụng vật liệu nổ và nghị định 47 Chính phủ ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ ban hành kèm theo quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như quy định của ngành công an về quản lý sử dụng vũ khí quân dụng. Hình ảnh một bức thư của Nguyễn Văn Chưởng. Tạp chí Luật Khoa ngày 12 tháng 8 cũng có bài phân tích về một số chi tiết trong vụ án này. Luật Khoa trích lời của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng rằng Ba người gây ra cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hồi năm 2007 gồm Vũ Toàn Trung sinh năm 1984, Đỗ Văn Hoàng sinh năm 1985 cùng quê Kiến Thụy, Hải Phòng và Nguyễn Văn Trưởng sinh năm 1983 quê Kim Thành, Hải Dương. Công an xác định cả ba là con nghiện trong một cơn đối thuốc đã tổ chức đi cướp để lấy tiền mua ma túy, trưởng là kẻ chủ mưu. Bên cạnh đó, người chỉ đạo điều tra vụ án ông Dương Tự Trọng khẳng định trưởng là Lưu Manh, chủ quán cà phê đèn mờ, chuyên chăn dắt gái mại dâm. Điều này càng khiến cho một phần dư luận tin rằng anh thực sự là kẻ phạm tội. Ngoài ra, khi lật lại hồ sơ gốc của vụ án trong các biên bản ghi lời khai bản tường trình đều thể hiện nguyễn văn trưởng đã nhận tội như các cáo buộc của nhà chức trách tuy nhiên khi đứng trước vành móng ngựa trưởng liên tục phản cung kêu an rằng mình tại thời điểm xảy ra vụ án anh không có mặt ở hải phòng đồng thời không quen biết thù án gì với nạn nhân trong các lá thư kêu an trưởng cho rằng sở dĩ buộc phải khai như vậy bởi anh bị các điều tra viên tra tấn bức cung ép anh phải khai theo ý của họ. Trong lá thư đề ngày 16 tháng 9 năm 2010, Nguyễn Văn Trưởng khẳng định những vết tích vẫn còn trên thân thể. Ngoài cán bộ quản giáo buồn bê thì còn gần 100 phạm nhân biết tôi bị trọng thương như thế nào khi nhập trại Trần Phú ngày 3 tháng 8 năm 2007. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin những ẩn khúc chưa được giải mã trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.